Chuẩn bị được 4 lọ màu sắc này, rất là nhiều màu sắc, và 4 chiếc chậu. Đây, 4 chiếc chậu ở dưới đây. Mùa lai 34. Chú cùng hai bạn nhỏ này hôm nay sẽ pha 4 chậu nước đầy màu sắc, rất là đẹp, sặc sỡ để cho các bạn nhỏ cùng chiêm ngưỡng nhá. Và bây giờ thì để chuẩn bị thì hai bạn nhỏ cầm cho chú cả. Thì bây giờ thì chú cùng hai bạn nhỏ đây sẽ đi lấy đầy 4 chậu nước này để chuẩn bị để pha những màu sắc là sặc sỡ vào trong 4 chiếc chậu nhá, ok chưa? Ok. Nào đi, bây giờ chúng mình đi vào trong kia. Cầm chậu. Đi đi. Nào. Ok, là xong một hồi là chuẩn bị xong thì chú đã có hai bạn nhỏ này cũng đã quay lại đây và đã chuẩn bị được 4 chậu nước rồi nhá. Đây là 4 chậu nước này các bạn nhỏ này. Đấy. Đang có chậu lạ có nước rồi thì bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu từ cái chậu đầu tiên nhá. Đi ra đây, chậu nhỏ nhỏ ấy. Ok, chậu này bây giờ bạn Hiền thì bạn Hiền bạn cho màu này vào, màu này màu gì ấy? Đây là một đỏ đấy các bạn. Đấy, phải nói với các bạn cho các bạn cùng biết à, cho bao nhiêu bao? Bao nhiêu bao? Và đi không? Tí màu nó khác đẹp. Ra lên. Đúng rồi, quấy đều lên. Dùng cần dùng cả tay quấy. Tay quấy. Lựa. Dùng tay quấy nào. Này một lông đi các bạn. Một đỏ này, đây là một đỏ. Màu đỏ màu xanh này, màu nâu. Ok, màu hết sức là sặc sỡ, đây là màu đỏ cho các bạn nhá. Bây giờ thì bạn Huyền đã pha cho chúng mình xem được cái chậu nước màu đỏ rồi. Các bạn đặt định pha màu gì? Bây giờ nếu mình sẽ tô màu vàng chậu này. Được, pha đi, mới nhiều vào, cho nhiều vào. Thế, đấy thôi còn nó bắn lên nó bẩn. Cho nhiều vào. Cho hai ngón tay vào, bạn đặt cho hai ngón tay vào cho nó nhanh. Thế, được. Đấy, đang tan rồi, ở dưới này có. Đang biến thành màu vàng nhạt đi các bạn. Mình thấy chắc là màu vàng nhạt. Nhẹ nhẹ thôi, không bắn lên quần áo. Cho thêm vào, bạn nào cho thêm vào. Cho thêm một tí nữa vào. Thế. Đấy, nữa. Ok, nó đang chuyển đẹp dần thành màu vàng đậm hơn một tí rồi đấy. Đẹp quá các bạn ơi. Nữa, cho thêm một tí nữa cho nó đậm. Cho nhiều nhiều vào một tí. Rồi, thế. Đúng rồi. Vàng nhạt cũng được hả chú? Rồi, cho đậm đậm vào nhìn nó mới sặc sỡ. Đấy, cùng quấy đi cho nó nhanh, cùng quấy đi. Quấy đi nhanh. Cùng quấy đi. Ok, được rồi chú ơi. Ok. Bây giờ cái chậu thứ hai cũng đã. Chậu thứ hai thì làm màu vàng cũng đã lên vào rất là sặc sỡ rồi. Bây giờ đến giờ chú nhá. Chú sẽ cho màu xanh dương này vào trong chậu này nhá. Để pha lên xem màu có sặc sỡ không nhá. À. Đây người đây, người riêng đấy. Người riêng đây để cùng quấy cho nó nhanh. Wow. Wow, chết rồi. Chú chẳng may, chú chẳng may rồi, chẳng may rồi. Chú cho đấy xuống. Được, cho luôn. Cầm. Bạn làm cho này. Wow. Ê, thấy chưa? Cái này á, trong cái tấm này nó rất là nhiều. Ấy nên là nó pha được rất là nhanh. Được, chú sẽ cho thêm một tí nữa để cho màu sắc nó đậm đậm một tí. Đậm rồi mà chú. Quấy đây, quấy đều vào, quấy đều vào, bạn Huyền quấy theo chiều kim đồng hồ này. Nhưng mà chú đây nhanh quá. Wow, lên màu rất là sặc sỡ các bạn ơi. Màu xanh này rất là sặc sỡ, rất là giống màu nước biển. Đây, màu xanh. Ok, được rồi chú ơi. Rồi. Rồi, bây giờ sang bên này. Sang bên này rất là nhiều nước luôn. Bây giờ xong thì nhớ đóng lắp vào nhá. Đó là tô xong nhớ đóng lắp vào. Bạn nhớ đóng lắp chưa? Đóng rồi. Màu xanh là cây à? Quấy nhiều á? Cho nhiều vào đạp, cho nhiều vào. Thế? Màu xanh thì mình bạn đạp bạn người thì chậu là nhiều nước vậy. Bây giờ tô mất nhiều màu này. Cho vào, cho nhiều vào. Nhưng mà cho vào thì phải quấy tan nó ra chứ.
cho ba gạch với ta rồi ba. Màu gì đây? Dần dần đang biến thành màu xanh lá cây. Dần nó mới chuyển màu được. Ở dưới rất là nhiều màu đấy, luôn. Đang màu xanh ngọc đấy. Cho thêm một tí nữa vào. Đấy. Đây là màu xanh ngọc à đúng? Đây là màu xanh ngọc, nhưng mà dần nó sẽ ra màu xanh lá cây vì vừa là nhạt. Màu xanh lá cây đậm luôn. Wow, chọn là nhiều nước quá. Thành nó lâu lên màu. Dính vào tay chú rồi. Cho thêm bà đi, bạn đạt cho thêm một tí nữa bà, cho có màu nữa. Vẫn đang hơi nhạt. Đúng rồi, cho thêm bà. Đã được xem qua 4 chiếc chậu màu này rồi. Chú đã pha là màu sắc là rất là sặc sỡ rồi nhá. Bây giờ nhá, chú có một trò chơi nhá. Trò chơi cả ba chú cháu mình cùng chơi nhá, trò nhá. Nhảy vào chậu bắn màu. Ok chưa? Bây giờ là chúng mình bỏ dép ra đây này. Bỏ dép đây. Ok, bỏ dép xuống. Rồi, bây giờ nhá. Bạn Huyền đầu tiên xếp hàng này, thì nhảy đến chợ là thì mình sẽ đọc tên chợ màu đó nhá. Ok chưa? Ok, nhảy nhẹ thôi, không vỡ chợ nhá. Nhẹ thôi. Nào, chuẩn bị này. 1 2 3. Có gì đấy? Có gì? Đỏ. Đây là gì nhỉ? Đúng rồi. Những anh chơi các bạn nhặt đây. Rồi, nhảy đi, nhảy tiếp đi. Nhảy nhẹ thôi. Nói to lên mà đặt to lên cho các bạn nghe đấy. Này gì khác đi quần các bạn ơi. Đây là màu blu. Đây là màu green. Đây là màu green. Đây là màu green. Màu xanh màu áo anh luôn. Bây giờ đến lượt chú này. Chú sẽ nhảy nhẹ như không là vui chậm. Chú vừa nhảy vào chậm màu đỏ nhá. Tiếp tục này. Chậm màu vàng đi các bạn ạ. Đấy, nên là chúng mình lên nhảy thật là chậm thôi, không là vừa trơn thì vỡ chậm chết. Ui, chỗ này nhiều nước quá. Ui, chỗ này là màu xanh là cây giống của bạn Đạt. Ok. Ui, bẩn quá. Ui, ôi, đây. Bây giờ nhá, tiếp theo là vừa là mình nói chưa rõ được cho các bạn nhỏ. Bây giờ mình nhảy từng chợ này mình đọc tiếng Anh nhá. Ok chưa? Nhưng mà các bạn phải đọc to lên, các bạn mình cho các bạn nhỏ mình nghe thấy nhá. Anh nghe nó tên đi. Wow. Đây là màu gì đâu? Nói to lên. Đây là màu gì đâu? Ok. Đấy chú bảo nhảy. Chú bảo nhảy nhẹ thôi không thì các bạn nhét cho quần áo. Đây là màu gì đâu? Đến lượt chú à, vừa chú nhảy kia đau quá. Bây giờ đến lượt chú à. Ok, đây là màu xép nhá. Màu xép này. Tiếp tục này, chú nhảy sang chậu. Chậu xia lâu này. Ok, nhảy nhanh đã. Xia lâu. Ok, ủa, chậu này là chậu blue. Ok. Ok đấy. Ui, bắn hết quạt rồi, đây là chậu green nhá. Đây là green. Wow, trên mặt hồi bẩn quá, màu sặc sỡ nhưng mà bắn lên quần áo nó bị bẩn các bạn nhỏ. Ủa, đi về đây. Ok, xong rồi thì chú hai bạn nhỏ đây thì cũng đang giới thiệu cho các bạn nhỏ bốn loại màu đây rồi. Thì bây giờ chúng mình sẽ tiếp theo trò chơi là chúng mình sẽ nhảy theo hàng nhá. Nhảy đến chậu la thì nói, nhảy đến chậu la thì đọc tên màu cho ý nhá. Ok. Nhảy đi, bắt đầu bạn Huyền nhảy đi. Các bạn đừng nhìn chăm màu đấy. Bây giờ mình nhảy được tới màu yellow, green. Wow, chú bây giờ mới nhảy được tới màu red này, yellow này, blue, green. Ok. Ôi, nhảy khẽ thôi, nhảy khẽ thôi, không ngã đấy. Đấy, nó trơn. Rồi, ok. Wow. Rồi, xong rồi nhảy là cũng thích vết nhỉ. Nhưng mà bây giờ xong tí là nhớ phải dọn sạch sạch nhá. Xong rồi. Okay. Thôi bây giờ là cũng giới thiệu qua cho các bạn nhỏ để trò chơi này rồi chứ. Chào các bạn nhỏ để dọn dẹp đi. Nhanh rồi. Chào các bạn. Chào các bạn.
Ok.